Bước vào vùng hồ này thì dễ, nhưng thoát ra được lại là điều không tưởng. Không gian ở đây luôn bao trùm bởi một bầu không khí u ám và đầy sợ hãi, khiến cho người ta mất hoàn toàn phương hướng, đầu óc quay cuồng và cảm thấy choáng váng. Đây chính là hồ Mê Hồn ở Trung Quốc, nơi được mệnh danh là Tam Giác Bermuda trên đất liền, nơi mà đủ sức khiến bất kỳ trái tim sắt đá nào cũng phải lung lay. Tại đây, la bàn trở nên vô dụng, đồng hồ ngừng chạy và ngay cả tín hiệu GPS cũng hoàn toàn bị mất. Vậy điều gì khiến hồ Mê Hồn trở nên nguy hiểm và bí ẩn đến vậy? Bên trong hồ Mê Hồn thực sự ẩn chứa điều gì? Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nhé. Còn giờ, vào nội dung chính thôi. Rất nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng vùng 30 độ vĩ độ Bắc là vĩ độ bí ẩn nhất trên thế giới. Đây cũng chính là nơi tọa lạc của vùng Tam Giác Bermuda ở Trung Mỹ. Điều mọi người có thể không ngờ tới là ở Trung Quốc cũng có một nơi huyền bí nằm trên phạm vi của vĩ độ này, được gọi là Tam Giác Bermuda trên đất liền. Nơi này chính là hồ Mê Hồn trên núi Ngọa Ốc thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tọa lạc tại vĩ độ vào khoảng 29 độ 32 phút đến 29 độ 34 phút Bắc, gần giống vĩ độ với Tam Giác Bermuda ở khu vực Trung Mỹ. Bên cạnh đó, ngọn núi này còn sở hữu một khu rừng nguyên sinh lớn nhất ở Trung Quốc. Khu rừng này không chỉ là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm như là gấu trúc khổng lồ và gà lôi hung tía, mà còn là nơi phát triển của những loại thực vật quý giá như cây thông đỏ hay là gỗ trầm hương. Do được nhà nước bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, môi trường sinh thái tại đây vẫn được giữ nguyên vẹn những nét hoang sơ vốn có của nó. Tuy nhiên, với diện tích rộng tới 0,6 km vuông, khu vực này hoàn toàn bị bao phủ bởi cây cối rậm rạp, không có lối đi rõ ràng. Những gò đất tại đây rất giống nhau, vừa cao vừa rộng, làm cho việc phân biệt từng địa điểm trở nên vô cùng khó khăn. Khi tiến vào vùng đất này, người ta thường bị mất phương hướng, la bàn không thể hoạt động, đồng hồ ngừng chạy và cảm giác choáng váng, quay cuồng. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này. Theo người dân địa phương, vào tháng 9 năm 1970, một người đàn ông dẫn theo chó săn bước vào ngọn núi lớn gần nhà. Sau vài ngày không thấy anh ta trở về, gia đình đã lập tức báo cảnh sát. Một lực lượng tìm kiếm lớn sau đó đã đi vào rừng, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì. Điều khó hiểu là người đàn ông mất tích là một thợ săn nổi tiếng ở địa phương, với kinh nghiệm phong phú và rất quen thuộc với khu vực trong núi, nhưng lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Ngay cả chó đi săn cùng cũng không để lại dấu vết gì. Không những thế, khu rừng này quanh năm bị bao phủ bởi một màn sương mù đen và thường xuyên xảy ra các thảm kịch kỳ lạ. Nhiều người vào núi hái thuốc, săn bắn hoặc là thiện nam tín nữ đều bị mất phương hướng và sau đó vô cớ chết trong rừng. Kể từ đó, hồ Mê Hồn hay còn gọi là Bermuda của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Trong thời gian dài sau đó, nơi đây đã gây ra nhiều trường hợp mất tích bí ẩn mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Những gì còn lại chỉ là những suy đoán đầy sợ hãi từ mọi người. Không chỉ thế, sự nguy hiểm của hồ Mê Hồn đã xuất hiện từ rất lâu. Từ thời nhà Minh đã có rất nhiều sự kiện bí ẩn xảy ra tại đây, chẳng hạn như việc hàng loạt binh sĩ và dân thường bị mất tích bí ẩn khi đi vào khu vực này. Có nhiều người kể lại rằng họ nhìn thấy những bóng đen di chuyển lạ thường ở trong rừng, hay nghe thấy những âm thanh ghê rợn không rõ nguồn gốc phát đi ra từ hồ. Những câu chuyện này đã truyền miệng qua nhiều thế hệ, khiến người dân gọi khu vực này là núi yêu. Những hiện tượng này thậm chí còn làm cho hoàng đế cảm thấy lo lắng và ban hành lệnh cấm kéo dài suốt hai triều đại Minh và Thanh, tức là hơn 400 năm tính đến thời điểm hiện tại. Trong vòng nhiều năm qua, từng có nhiều người muốn thử vén màn bí mật nơi này, nhưng mà nó để lại cho người đời hàng loạt những bí ẩn nan giải. Bí ẩn lớn nhất là hồ Mê Hồn trên đỉnh núi. Rất nhiều người từng lần lượt vượt qua khu vực này nhưng đều thất bại. Một khi con người bước vào là sẽ không phân biệt được phương hướng nữa. Điện thoại mất hết tín hiệu, kim đồng hồ bị nhiễu bởi một từ tính rất mạnh, không ngừng lắc qua lắc lại. Vì thế có người nói rằng phía dưới lòng đất của hồ Mê Hồn có một mảnh thiên thạch khổng lồ. Vì vậy thường xuyên xảy ra trường hợp la bàn mất tác dụng, cộng thêm nơi này xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, mới khiến cho con người bị đi lạc, hít phải chứng khí, mất mạng tại hồ Mê Hồn. Một câu chuyện khác được kể lại rằng vào ngày 26 tháng 10 năm 2009, tại hồ chứa nước trên núi Ngọa Sơn, xuất hiện một hiện tượng kỳ bí khi người dân nhìn thấy một thủy quái khổng lồ bơi dưới nước với tốc độ nhanh như phi thuyền. Chỉ 4 ngày sau, lại có một người dân tận mắt chứng kiến một con thủy quái dài khoảng 20 mét xuất hiện giữa hồ Ngọa Ốc Sơn.
Nó tạo ra một đợt sóng cao khoảng 1 mét trước khi biến mất một cách nhanh chóng, khiến cảnh tượng này dù chỉ diễn ra trong mười mấy giây nhưng đã gây chấn động lớn. Tin đồn về một con rồng trên núi Ngoa Ốc Sơn nhanh chóng lan truyền, làm tăng thêm sự huyền bí của Hồ Mê Hồn. Sự mất tích bí ẩn của các chuyên gia, du khách và người dân khi đi vào khu vực này càng khiến nơi đây trở nên rùng rợn và đáng sợ. Thêm vào đó, vị trí của Hồ Mê Hồn nằm ở vĩ độ tương đồng với vĩ độ của Tam Giác Bermuda và các kim tự tháp huyền bí của Ai Cập, nên được gọi là Tam Giác Bermuda trên đất liền. Hiện tượng này đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp từ các nhà khoa học, càng làm tăng thêm sự kỳ bí của nơi đây. Tuy nhiên, theo thời gian và sự phát triển của xã hội, việc giải mã bí ẩn của Hồ Mê Hồn trên núi Ngoa Ốc trở thành nhiệm vụ cần được giải quyết. Vào năm 2014, đội của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cùng với đội thám hiểm tự do của Tứ Xuyên đã thực hiện một hoạt động quy mô lớn. Họ mang theo la bàn, đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử, bồ câu, giải cảnh báo, máy bộ đàm và nhiều công cụ khác để chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngoài ra, còn có một số đội cứu hộ ở ngoại vi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Dưới tình hình cẩn trọng và kiên trì, đội khảo sát khoa học cuối cùng đã thành công khi đi ra khỏi núi lớn và đã tổng kết được khá nhiều quy luật, chẳng hạn như là đồng hồ điện tử, la bàn, GPS chắc chắn sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Bồ câu không dám bay đi, khí độc thực sự tồn tại. Nhưng đối với lý do vì sao khe nước mang tên Mê Hồn lại gây ra những hiện tượng kỳ lạ như vậy, họ chỉ có thể đưa ra một số suy đoán, nhưng vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích cụ thể. Và cho đến nay, bí ẩn của khe nước Mê Hồn vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn. Có 4 ý kiến được lan truyền rộng rãi về nguyên nhân gây ra những hiện tượng kỳ bí tại đây. Đầu tiên, truyền thuyết đạo giáo cho rằng vào cuối thời kỳ Đông Hán, người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo nổi tiếng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, Trương Lăng đã giết chết hàng trăm binh sĩ tại núi này. Ông đã sử dụng năng lượng tiêu cực từ họ để tạo ra một bát quái mê hồn trận nhằm chống lại sự đàn áp của triều đình. Cái lý giải này tuy ít được tin cậy nhất nhưng lại được lan truyền rộng rãi nhất ở địa phương và cũng là nguồn gốc của tên khe nước Mê Hồn. Thứ hai, có giả thuyết cho rằng khu vực này bị ảnh hưởng bởi từ trường đặc biệt. Những người hiện nay khi đi vào núi đều gặp phải hiện tượng la bàn và các vật dụng khác không hoạt động. Có thể một sao chổi ngoài không gian đã rơi vào sâu trong núi từ rất lâu, hoặc địa hình đặc biệt ở đây đã làm thay đổi từ trường. Tuy nhiên, lý do thực sự vẫn chưa được xác định làm rõ. Thứ ba, một số người cho rằng trong núi có một loại khí độc màu đen với hiệu ứng gây mê, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương của con người, dẫn đến việc mất phương hướng. Tuy nhiên, loại khí độc này chỉ có khả năng gây ngộ độc và không tồn tại khắp khe nước Mê Hồn. Cuối cùng, hiện tượng ảo giác trồng chất cũng được đề cập. Trong rừng sâu với cây cối dày đặc, cảnh quan xung quanh gần như giống nhau, con người khó tìm ra điểm tham chiếu đặc trưng, dễ dẫn đến việc đi lòng vòng tại chỗ và không thể thoát ra. Tuy nhiên, hiện tượng này không thể giải thích hết các điểm kỳ lạ khác tại khu vực. Và đó là tất cả những thông tin về Hồ Mê Hồn trên núi Ngoa Ốc, nơi được mệnh danh là Tam Giác Quỷ Bermuda trên cạn, với siêu nhiều điều kỳ thú và độc đáo tại đất nước Trung Quốc. Còn bạn biết thêm thông tin gì về địa danh này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình và đón chờ những video mới nhất ra trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.